Xin kính chào toàn thể các anh. Hôm nay thì Divashop mới về được một cặp bật lửa Zoro được mang họa tiết hình hổ này, đề mi vàng, vàng trắng. Hình hổ này thì được mang cái điểm nhấn nó là mạ vàng, nó rất thật đẹp. Đây là hai phiên bản Chúa Tể Rừng Xanh bản New Limited Edition của Zoro nhá. Đây em sẽ giới thiệu qua từng chiếc này. Ở đây là phiên bản hổ leo núi. Ở trên này thì được mang họa tiết những cái cây, họa tiết cây. Đó, hổ thì được đề mi vàng. Mặt sau thì được mang họa tiết hình con chim đang leo cây luôn, đang đậu trên một cành cây vàng, đó, tượng trưng cho sự may mắn, giàu sang và phú quý. Đó, khổ là Chúa Tể Rừng Xanh thì các anh biết rồi, vua của muôn loài. Âm thanh của chiếc này cũng rất là hay nhá. Bên ngoài được mạ chrome và mạ vàng, còn bên trong cốt của nó vẫn là bằng đồng, đó, vẫn là bằng đồng. Rồi thì em sẽ đánh lửa lên cho anh xem này. Đó, rất là nhạy lửa nhá. Đó. Số giới hạn của chiếc này thì là ở bên hông nhá, đây ở bên hông này, và số giới hạn của cái phiên bản này thì là ở mặt sau. Đấy, hai phiên bản này, giá của một chiếc là 350, 350 một chiếc. Nhưng anh nào lấy hai chiếc thì em sẽ giảm giá chỉ còn 680.000 thôi, miễn phí ship giao hàng và tặng kèm thêm cho anh là một vỉ đá một sợi bấc nhá. Mua một chiếc thì được miễn phí ship giao hàng đến tận nơi. Đó, còn mua hai chiếc thì được miễn phí ship giao hàng và giảm giá chỉ còn 680.000 và tặng kèm đá bấc, một chiếc là 350 nhá. Đó, rất là đẹp, quá tuyệt vời luôn. Anh nào mua hai chiếc, một chiếc để dùng, một chiếc mang đi tặng, rất là hợp lý, nhất là những anh là tuổi hổ tuổi dần.